sinh ra ở đâu mà ai cũng anh hùng? Tất cả trả lời, sinh bên một dòng sông. Chẳng phải sông Đà, sông Mã, sông Hồng đôi bờ cát trắng mênh mông, thì cũng sông Trà, sông Hương, sông Cửu Long uốn chín đầu rồng. Có một vị tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, đã sinh ra và lớn lên bên dòng sông như thế. Và ông đã mang tình yêu dành cho dòng sông quê mình để gặp quê hương trên mọi quê hương, để yêu đến thiết tha những dòng sông đất nước và làm rạng danh cho quê hương Hải Long, Hải Hậu, Nam Định của mình bằng những cống hiến không thể phủ nhận cho đất nước. Ông là Thượng tướng Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Còn bến sông tuổi thơ, dòng sông tắm mát tâm hồn ông, nâng bước chân ông trên hành trình bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, đã đi vào thơ ca, âm nhạc, để mỗi lần hoài niệm, vị tướng thấy lòng mình như trẻ lại bên bến sông năm nào. Rời quê đi chiến đấu như dòng sông trong mơ, ôi dòng sông như con rồng biển trẻ mãi không già, sông dù bờ phù sa, ôi lời ru tình trăng nghĩa mẹ góc biển chân trời thương nhớ hài lòng quê. Miền Trung ơi, bao chiến sĩ đã hiến dâng tuổi sinh, máu nhuộm dòng Thạch Hãn, người đi không về. Sông có nói gì đâu mà lòng tôi thương nhớ, em có nói gì đâu mà tình tôi. Trước hết là nhạc sĩ Kiều Văn là thể hiện những cái giai điệu âm nhạc rất phù hợp với cái khung cảnh của bài thơ, tức là bến sông tuổi thơ. Cho nên cái nét nhạc của nhạc sĩ Kiều Văn nó cũng có cái gì nó mênh mang, nó của một cái miền, của một cái vùng đồng bằng miền duyên hải. Thứ hai nữa là cái người thể hiện bài hát này là nghệ sĩ ưu tú Vi Hoa đấy. Thì Vi Hoa ngay từ lúc sinh viên thì đã chúng tôi đã được nghe giọng hát của những cái lần tựu trường các thứ, rồi những cái đêm liên hoan là chúng tôi đã nghe giọng hát, thì giọng hát của Vi Hoa là rất trong sáng và nó cũng có cái gì đó nó rất phù hợp. Cho đến nay chị ngoài 40 rồi nhưng mà chị hát vẫn giữ được cái giọng rất trong sáng và giọng đầy đặn đấy. Thế thì tôi thấy là Vi Hoa hát cái bài hát này là cũng rất hợp, vừa tôi cho là thành công. Ca khúc Bến Sông Tuổi Thơ của nhạc sĩ Kiều Văn, Vi Hoa cảm nhận được một điều là cái tình trong cái bài thơ đó nó rất là sâu đậm. Và Vi Hoa nghĩ rằng mỗi một con người Việt Nam đều có một quê hương, mà quê hương thì có dù đi đâu đi chăng nữa chúng ta vẫn nhớ về
cái nỗi buồn, nỗi vui chúng ta cũng đều nhớ về quê hương. Thì khi nghe cái bài hát về bến sông tuổi thơ thì tôi rất là xúc động bởi cái lẽ như này là về mặt ca từ của nó do chị Nghiêm Thị Hằng viết nó rất là rung dị. Và cái thứ hai nữa là âm nhạc thì lại mượt mà. Nó rất là nó mang cái hồn vía quê hương rất là đậm đà. Thế lại được cái người thể hiện cái giọng hát cũng rất là mượt mà nữa. Thế nên là tôi khi tôi nghe về đó thì tôi rất là thích. Và tôi cảm thấy là rất muốn nghe lại sau những cái phút mà làm việc nó mệt mỏi hoặc căng thẳng. Miền quê tôi yêu dấu có bên sông tuổi thơ, rời quê đi chiến đấu như dòng sông trôi. Sự hy sinh của người chiến sĩ có thể nói là cái lịch sử Việt Nam của chúng ta nó không phải chỉ có chất hùng mà nó còn chất bi. Vâng. Bi hùng nhá. Cái giọng hát nó phải đậm một cái giọng thương cảm, vừa cảm phục mà vừa thương cảm. Ở đoạn 2, em diễn cảm nó khác đoạn 1, tức là bắt đầu có expressivo. Miền Trung 2, 3. Miền Trung ơi, bao chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, máu nhuộm dòng thành hán, người đi không về. Rời quê đi chiến đấu như dòng sông trong mơ. Ôi dòng sông như con rồng biển che mãi không già, sông dù bờ phù sa. Ôi lời ru tình trăng nghĩa mẹ góc biển chân trời, thương nhớ hài lòng quê nhà. Miền Trung ơi, bao chiến sĩ đã hiến dâng tuổi sinh, máu nhuộm dòng thành hán, người đi không về. Sông có nói gì đâu mà lòng tôi thương nhớ, em có nói gì đâu mà tình tôi. Hôm tôi mắc nợ vỡ.
rời quê đi chiến đấu nhớ dòng sông trong mưa. Ôi dòng sông như con rồng biển che mãi không già, sông du bờ phù sa. Ôi lời ru tình trăng nghĩa mẹ góc biển chân trời thương nhớ hài lòng quê nhà. Miền Trung ơi bao chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xanh, máu nhuộm dòng Thạch Hãn người đi không về. Sông có nói gì đâu mà lòng tôi thương nhớ, em có nói gì đâu mà tình tôi sống ngỡ. Như hồn tôi mắc nợ rất là xúc động khi đọc cái bài thơ của Nghiêm Thị Hằng viết về bến sông tuổi thơ và nhạc sĩ Kiều Văn đã phổ nhạc. Và đặc biệt là khi nghe giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Vi Hoa, đó đã gợi lại cho tôi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ đang về, nhớ về con đò, nhớ về bến sông, nhớ về khi còn chăn trâu cắt cỏ và nhớ về đồng ruộng quê hương, đặc biệt là nhớ về tình cha và nghĩa mẹ ở quê nhà. Tôi cũng hết sức là xúc động. Bài hát đó đã gợi cho tôi nhớ về suốt chặng đường chiến đấu gần 50 năm. Tôi đã cùng đồng đội và đồng bào chiến đấu bảo vệ giải phóng Quảng Trị và trên mặt trận Bình Trị Thiên khói lửa. Một mảnh đất để lại cho tôi nhiều ấn tượng, đó là tình sâu và nghĩa nặng, đường chín anh hùng, đồng bào đã kêu mang quân giải phóng những năm tháng cam go nhất ở chiến trường Quảng Trị. Và sau kết thúc chiến tranh thì đồng bào đã hương khói cho đồng đội chúng tôi ở 72 nghĩa trang, trong đó có nghĩa trang quốc gia đường 9, nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, và nhớ lại các dòng sông như dòng sông Bến Hải, dòng sông Thạch Hãn và dòng sông Cửa Việt, nơi mà đồng đội, đồng bào, đồng chí của chúng tôi đang còn nằm ở trên các cái bìa rừng, sông suối. Và tôi coi như mình còn đang mắc với đồng bào, đồng chí, đồng đội, chưa đưa được hài cốt của anh em về với quê nhà, về với các nghĩa trang để tri ân báo đáp. Rời quê đi chiến đấu như dòng sông trong mơ. Ôi dòng sông như con rồng biển che mãi không già, sông du bờ phù sa. Ôi lời ru tình trăng nghĩa mẹ góc
biển chân trời, thương nhớ hài lòng quê nhà. Miền Trung ơi, bao chiến sĩ đã hiến dâng tuổi sinh, máu nhuộm dòng Thạch Hãn, người đi không về. Sông có nói gì đâu mà lòng tôi thương nhớ, em có nói gì đâu mà tình tôi sống vô. Như hồn tôi mắc nợ sông trong mưa. Ôi dòng sông như con rồng biển che mãi không già, sông du bờ phù sa. Ôi lời ru tình trăng nghĩa mẹ góc biển chân trời, thương nhớ hài lòng quê nhà. Miền Trung ơi, bao chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xanh, máu nhuộm dòng Thạch Hãn.